Các bạn đang nghe truyện Trùng Sinh Thường Ngày Tu Tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 559, không có việc gì đừng tự tìm phiền phức. Nàng chính là vô địch, Tiết Nguyên Đồng giết đến đã tay, mà kẻ địch xông lên càng ngày càng nhiều. Mắt Tiết Nguyên Đồng lóe sáng, nàng ngạo nghễ hô, "Khương Ninh, vì sao càng nguy hiểm ta càng thấy bình tĩnh, ta nhìn thấy mấy thứ đáng sợ, ta không những không sợ hãi mà còn muốn giết sạch bọn chúng, tiêu diệt toàn bộ." Khương Ninh bỏ sách xuống, chậm rãi nói, bởi vì ngươi đang nắm cái tay cầm. Tiếp tự học sáng thứ sáu. Tại hàng ghế sau lớp 8, vị trí ngồi của tứ đại, còn trống một chỗ. Chỉ còn lại ba vị tuấn kiệt. Hàng ghế trước, đơn khải tuyền đang đọc thuộc lòng thơ cổ đại thỉnh thoảng lại quay đầu ra sau, trên mặt lộ ra nụ cười thương hại. Tối hôm qua, Nam ca gửi hàng trăm tin nhắn cho bạn trai yêu qua mạng của hắn, nói vô số lần câu, ta không tin, nhưng kết quả nhận được lại là bị xóa khỏi danh sách bạn bè. Đêm hôm đó, Nam ca bị tổn thương sâu đậm. Hai mắt hắn đỏ hoe, đến sân thể dục ngồi suốt một đêm. Sân thể dục nối liền với cửa sau của trường trung học số 4, nên có mấy con chó hoang đã đến ngồi qua đêm cùng Nam ca. Bây giờ tâm lý của Đơn Khải Tuyền rất kỳ lạ, hắn vừa đồng tình, lại vừa thấy buồn cười. Nam ca thật đáng thương quá đi. Hẹn hò trên mạng à? không có kết quả đâu vẫn là yêu đương ngoài đời đáng tin cậy hơn đơn khải tuyền là một người thích sự chân thật hắn cảm thán còn nửa tháng nữa thôi là bắt đầu khai mạc đại hội thể thao rồi tiếp theo ta sẽ lên sân khấu biểu diễn ta phải chứng minh cho nam ca thấy tình yêu là gì tiết tự học kết thúc sớm hồ quân tìm đến hàng ghế đầu khải tuyền đi căng tin ăn sáng thôi tiện thể mua một ly súp cây cho nam ca luôn Tối hôm qua Hồ Quân đến sân thể dục ngồi với Nam Ca, Đơn Khải Tuyền cũng đi theo, mà Hồ Quân không đủ nghị lực, ngồi được 2 giờ đã rời đi rồi. Còn Đơn Khải Tuyền, thế mà lại ngồi đến 4 giờ mới rời đi. Trong khi đó đương sự Nam Ca, 6 giờ sáng ký túc xá mở cửa, hắn lập tức đẩy cửa ký túc xá, nằm xuống giường ngủ say sưa. Hồ Quân và Đơn Khải Tuyền tìm đến lớp trưởng Hoàng Trung Phi để bao che cho hắn, nếu không một khi chủ nhiệm đi tuần tra lớp Phát hiện lớp thiếu đi một người, chắc chắn sẽ không tránh được phiền phức. Đơn Khải Tuyền nói, "Được thôi, bánh quẩy trong căng tin ăn cũng khá ngon." Vì căng tin của trường trung học số 4 được một vị ký hợp đồng hoàn toàn, cho nên dẫn đến hương vị của đa số các món ăn đều rất bình thường, chỉ có một số ít là ngon, và bánh quẩy là một trong số đó. Tiết Nguyên Đồng nghe xong thì âm thầm nuốt nước miếng, nàng cũng thèm ăn bánh quẩy của căng tin từ lâu rồi bình thường nếu tiết tự học kết thúc sớm, có rất nhiều bạn học trong lớp kết thành nhóm để đi xuống căng tin ăn sáng, đông vui vô cùng. Khương Ninh, chúng ta đi căng tin ăn sáng đi. Tiết Nguyên Đồng nói. Khương Ninh khó hiểu, nhưng sáng nay ngươi đã ăn rồi mà, bọn họ không ở nội trú nên ăn sáng khá là sớm, thường là sẽ ăn trước tiết tự học. Tiết Nguyên Đồng giả vờ không hiểu hỏi, hả, ta ăn cơm chưa nhỉ, sao ta lại quên mất tiêu rồi, Khương Ninh suy nghĩ, lừa mình dối người hắn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, thản nhiên lật sách đọc, ngươi mà ăn nhiều quá thì ta không thể chở ngươi bằng xe đạp nổi đâu. Tiết Nguyên Đồng đảm bảo, không sao cả, ta lái xe chở ngươi. Cương Ninh nghĩ thầm, nếu là vậy, cả hai đừng mong về được tới nhà. Ra chơi tiết hai hẳn đi căng tin. Cương Ninh nói, giữa các tiết học cách nhau 30 phút, thời gian ăn khá dư dả. Một số học sinh ngoại trú có thể sẽ lại đói bụng trong giờ ra chơi, nên lại đến căng tin ăn thêm một bữa nhưng chẳng phải tiếc hai chúng ta sẽ luyện thái cực sao? Tiết Nguyên đồng rầu rĩ. Khương Ninh, vừa hay, căng tin vắng người. Tiết Nguyên đồng ngạc nhiên nhìn Khương Ninh, chẳng lẽ ngươi không tính luyện thái cực sao? Gần đây, đơn Khánh Vinh liên tục lãi nhãi về tầm quan trọng của thái cực, với tư cách là học sinh của trường trung học số 4, chúng ta tuyệt đối không được lơ là. Chỉ cần học sinh nào không bị bệnh nặng thì phải có mặt để học thái cực, một lần vào nghỉ giữa tiết buổi sáng, một lần vào lúc tan học buổi chiều, trong giờ thể dục càng phải hết sức tập trung các bạn học khổ không nói nên lời đã sớm chán ngấy thái cực khương ninh lạnh nhạt nói ta mà cũng cần phải luyện sao trần tư vũ hàng ghế trước nghe được thì lập tức quay đầu lại nhìn khương ninh nàng nhớ lại các động tác thái cực của khương ninh thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả giáo viên hướng dẫn của bọn họ không cần phải tập luyện thật trần tư vũ nói khương ninh khẽ liếc nhìn trần tư vũ hai chị em này lại ít thay đổi thân phận hơn rồi tiết nguyên đồng hừ đắc ý cái gì ta cũng có thể làm được trần tư vũ ngươi là người không đúng tiêu chuẩn nhất đấy tiết nguyên đồng bị chọc thủng mặt nạ nàng biểu môi nói là do trước đây ta không nghiêm túc luyện tập thôi chỉ cần ta nỗ lực một chút chắc chắn sẽ dọa các ngươi sợ xanh mặt nàng đã quyết định rồi buổi tối mỗi ngày nàng sẽ đến nhà khương ninh tìm lý do để hắn truyền đạt kinh nghiệm của mình cho nàng cuối cùng thời gian nghỉ giữa giờ đã đến nhưng Khương Ninh lại không cùng Tiết Nguyên Đồng đi ăn sáng. Trong lớp còn rất nhiều học sinh, phần lớn mọi người đều đang nói chuyện phím, hoặc lôi sách ra đọc. Đại hội thể thao kỷ niệm ngày thành lập trường dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng, khuôn viên trường lúc này ngập tràn trong bầu không khí vui vẻ, thường xuyên thấy xe tải vận chuyển đồ đi vào trong trường, công nhân dọn chậu hoa trang trí khuôn viên trường, hơn nửa kỳ thi tháng cũng vừa kết thúc, nên lúc này, đám học sinh đang vô cùng háo hức. Nhưng, luôn có những học sinh không dễ bị tác động từ bên ngoài làm ảnh hưởng, trong lòng bọn họ chỉ có học tập thật chăm chỉ để thi đậu đại học, sau đó trở nên tỏa sáng. Tại lớp 8, Trần Kim chính là sự hiện diện tiêu biểu cho kiểu người này, hắn còn là một trong những người xuất sắc nhất trong số đó. Tuy rằng có nhiều học sinh cũng nỗ lực, nhưng vì hoàn cảnh sống, nên bọn họ chỉ biết mơ màng cắm đầu vào học mà không hề hay biết mình nỗ lực vì điều gì. Còn Trần Kim, hắn biết rõ tại sao mình phải nỗ lực, hắn có mục tiêu rõ ràng, có cả mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. Trong sách tự có lầu cao ốc, trong sách tự có người như ngọc. Trần Kim vùi đầu học bài. Các học sinh lớp 8 đang chăm chú làm việc của mình thì bỗng nhiên có người bước vào cửa lớp. Đó là một nam sinh khoác trên mình nháo khoác hiệu, quần hàng hiệu, giày hàng hiệu và đồng hồ bạc hàng hiệu trên tay. Hắn trông vô cùng phấn chấn, biểu cảm cực kỳ tự tin, như thể mọi thứ hắn muốn hắn đều có được dễ như trở bàn tay vậy. Hắn chính là tề thiên hằng của lớp 2 khối mười ba hắn là chủ của một xưởng sản xuất. Sau lưng tề thiên hằng là một nam sinh đầu ụp tô, quần lửng, đi giày tốt, khí thế của nam sinh này hoàn toàn bị tề thiên hằng lấn áp, giống như chó săn theo sau. Tề thiên hằng nhìn xung quanh một vòng, lúc này có rất nhiều bạn học đã chú ý đến hắn, nhưng tề thiên hằng lại không hề quan tâm, khóe miệng hắn để lộ ra một nụ cười ung dung thông thả. Tề thiên hằng đi giày hàng hiệu vào lớp, đồng thời lướt ngang qua đang kêu bộ đồng phục quê mùa trên người đang Kiêu trông quá khác biệt so với đống đồ đắt tiền của Tề Thiên Hằng, khiến cho đang Kiêu giống như một kẻ ăn mày vậy. Nhưng đang Kiêu lại không hề tự ti, chỉ cần hắn muốn gì, hắn sẽ tự mình lấy. Khóe mắt hắn khẽ lướt qua chiếc đồng hồ trên tay Tề Thiên Hằng, hắn kinh ngạc nói, lại đổi đồng hồ rồi, là Blanc Pin 6654. Chiếc đồng hồ này còn đắt hơn nhiều so với chiếc trước, phải tính bằng tiền tỷ. đang Kiêu không khỏi hít một mụn khí lạnh, một học sinh trung học mà lại có thể sở hữu chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, so với toàn tỉnh cũng được coi là hiếm thấy rồi, đang kêu bất lực nhún vai, đeo trên tay Tề Thiên Hằng thật phí phạm của trời. Trước đây hắn vốn muốn ra tay, nhưng Tề Thiên Hằng vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ này trên tay, nên hắn không thể xuống tay được. Không giống như hồi học tiểu học, trong lớp có đứa mua đồng hồ điện tử chống nước để khoe khoang, truyền cho người này đến người kia xem, sau đó chuyện đi phương nào cũng không ai hay. Chiếc đồng hồ đó đã đi đâu? cũng chỉ có đang kêu biết tề thiên hằng chậm rãi đi đến trước bàn học của dương thánh dương thánh tựa lưng vào ghế lật cuốn sách ngoại khóa lịch sử thích thú ngồi đọc tề thiên hằng nhìn chằm chằm dương thánh hôm nay dương thánh vẫn mặc đồng phục thể dục nhưng khác ở chỗ mái tóc ngắn của nàng được buộc thành đuôi ngựa khuôn mặt cũng xinh đẹp hơn so với ngày thường tề thiên hằng xuất thân giàu có nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ sinh như dương thánh tề thiên hằng lại gần nói đang làm gì đó, Dương Thánh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói, thở. Tề Thiên Hằng cười gượng hai tiếng, ha ha, ta cũng đang thở nè. Từ Dương Thánh tiếp tục lật sách, hoàn toàn không để ý đến hắn. Tề Thiên Hằng xấu hổ đứng tại chỗ, sau khi thảo luận với bạn tốt kim bạn cùng lớp Lê Thi, hắn tràn đầy phấn chấn đến tìm Dương Thánh để cứu vãn mối quan hệ, kết quả lại rơi vào tình cảnh xấu hổ như hiện tại hắn muốn trực tiếp tặng quà cho dương thánh nhưng lê thi lại ngăn cản nàng nói ngàn vạn lần không được tặng quà cho một cô gái khi cả hai còn chưa quen nhau vì người ta căn bản sẽ không nhận trừ khi đối phương là thể loại con gái ham tiền tề thiên hằng biết dương thánh không phải là một người ham tiền nếu không lúc trước bồi thường xe đạp đối phương đã sớm nổi giận rồi trước đây hắn từng dùng cách đưa đồ ăn sáng để cứu vớt hình tượng kết quả đồ ăn sáng đều bị trương trì ăn sạch nghĩ tới đây tề thiên hằng giận sôi máu theo bản năng hắn lập tức quy toàn bộ nguyên nhân thất bại của hắn cho trương trì tề thiên hằng tìm một cái ghế ngồi xuống cách dương thánh không xa có thể trước đây chúng ta có chút hiểu lầm tề thiên hằng định trò chuyện với dương thánh dương thánh không hiểu lầm một câu khiến tề thiên hằng cứng người hắn ngừng vài giây rồi lại nói tiếp dương thánh ta đã suy nghĩ nghiêm túc rồi trước đây ta đạp lên xe đạp của ngươi là ta không đúng, con người luôn có lúc bất đồng mà, lần trước là do ta vô ý. Dương Thánh vẫn trả lời theo phép lịch sự, ừ, nàng tiếp tục đọc sách, đối với loại người như Tề Thiên Hằng, nàng một chút cũng không muốn tiếp xúc. Nhưng Tề Thiên Hằng lại bám riết không tha, không thì như vậy đi, chúng ta bắt đầu làm bạn bè trước, sau này ngươi sẽ biết ta là người thế nào thôi. Tề Thiên Hằng tự cho rằng hắn là người tốt, một cô gái như Lê Thi còn cảm thấy hắn tốt mà, tề thiên hằng còn rất giỏi kết bạn dương thánh đáp ta cảm thấy không làm bạn bè sẽ tốt hơn tề thiên hằng tự làm mình bẻ mặt trước khi rời đi hắn thấy trương trì và nghiêm thiên bằng đang đứng ngoài hành lang nói chuyện cùng nhau bàn bạc phương pháp làm ăn thỉnh thoảng lại nghe thấy những câu như đặt mục tiêu nhỏ trước rồi hẳn đặt mục tiêu lớn sau kiếm con mẹ nó năm sáu trăm luôn cho đã đại loại vậy tề thiên hằng vừa bị dương thánh làm cho bẻ mặt đè nén trong lòng đã lâu hắn không nhìn nổi cảnh kẻ địch của mình kiêu ngạo như vậy sắc mặt hắn lập tức trở nên tối sầm tùy tùng triệu hiểu phong đi bên cạnh rất biết nhìn mặt đoán ý hắn cũng đồng thời hung ác nhìn chằm chằm vào trương trì cho đến khi tề thiên hằng đi xuống lầu đi đến một khu vực không có người phía dưới triệu hiểu phong mới nói thiên ca ta đã chuẩn bị xong cả rồi khi nào muốn xử trương trì ngươi chỉ cần nói một câu trước đó thấy trương trì và nghiêm thiên bằng đi khá gần nhau nên tề thiên hằng mới không dám ra tay luôn tính toán tìm cơ hội tốt nhưng con người chứ không phải máy móc sao có thể vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo không lỗ hỏng được sau khi bị làm nhục tề thiên hằng quyết định không đợi nữa hôm nay phải ra tay phải trút giận buổi chiều tan học ngươi liên lạc với những người khác nhớ chú ý hướng đi của trương trì cơ hội mỗi tuần chỉ đến một lần thôi nên là ngươi phải làm cho tốt tề thiên hằng dặn dò Hôm nay là thứ Sáu, có nghĩa là buổi chiều hắn được nghỉ, theo dõi Trương Trì khi hắn đi ra khỏi cổng trường, sau đó bắt hắn lại trên đường đi. Triệu Hiểu Phong đảm bảo nói, "Thiên ca, ta làm việc ngươi cứ yên tâm." Trước giờ học buổi chiều. Quách Khôn Nam im lặng ngồi tại chỗ. Bạn bè xung quanh đều thở dài nhìn hắn. Vương Long Long nói, "Nam ca không nói gì nãy giờ rồi." Đơn Khải Tuyền, tối hôm qua khi trở về, hắn đã bắt đầu trở nên im lặng như vậy cơm cũng chẳng thèm ăn hồ quân nam ca như vậy là không được ngươi phải ăn cơm chứ nếu không chị của ngươi sẽ rất đau lòng đấy quách không nam vẫn không nói lời nào thể xác hắn còn sống nhưng tâm trí đã sớm chết rồi hiện tại hắn không phải người sống mà chỉ là một cái xác không hồn thôi chuyện xảy ra xung quanh đối với hắn tất cả đều trở nên vô nghĩa đạo giáo hoàn hảo mà hắn theo đuổi giờ đây cũng chỉ như một trò đùa quách khôn nam lộ ra nụ cười thê lương hắn của bây giờ bất động giống như cái máy lọc nước trước phòng học vậy nhưng cái máy lọc nước kia ít ra còn có đôi có cặp còn hắn thì sao cô độc một mình ta chỉ là sự tồn tại dư thừa mà thôi quách khôn nam bắt đầu nghi ngờ nhân sinh vương long long thừa dịp người khác không để ý lập tức quay qua hỏi mã sự thành mã ca không Nam sẽ không sao chứ, Mã Sự Thành nói, không sao, về ngủ một giấc là ổn lại thôi. Vương Long Long, ta cũng nghĩ vậy, không phải chỉ bị một thằng con trai lừa thôi sao, con người khi sống là phải kiên cường, trong lúc đang chơi game, Mã Sự Thành nghe được đám lư kỳ kỳ đang bàn luận về chuyện wifi. Hiện tại chuyện wifi của lớp 8 đã lan truyền ra bên ngoài, rất nhiều học sinh đã biết được. Dù sao thì mỗi ngày có nhiều học sinh kết nối wifi như vậy, kiểu gì trong số đó chẳng có vài người khoe khoang cho lớp khác biết có lớp đã bắt đầu ăn theo mua bộ định tuyến sớm muộn gì cũng thành dông bảo nếu bị giáo viên bắt được chắc chắn sẽ rước về phiền phức không nhỏ nói không chừng người mua bộ định tuyến còn bị chỉ đích danh mã sự thành không dám ngăn cản sự đoàn kết của các bạn học sau khi suy nghĩ thấu đáo hắn quyết định dừng tay lại hắn nói với vương long long hai câu sau đó lấy điện thoại ra tại trung tâm quản lý tắt đường truyền wifi rất nhanh lưu kỳ kỳ bàn trước đã phát hiện kết nối mạng bị ngắt ngay sau đó trong lớp có bạn học đứng lên nhìn về phía hàng ghế sau hô vương long long sao wifi không dùng được nữa rồi đối mặt với câu hỏi của các bạn học vương long long trả lời ta cũng không kết nối được wifi để ta kiểm tra thử nói xong hắn nhanh chóng chạy lên bục giảng khom lưng nghiên cứu vương long long móc bộ định tuyến ra biểu cảm buồn bã hắn tuyên bố các bạn học thật đáng tiếc bộ định tuyến đã ngừng hoạt động chiều nay ta sẽ mang về nhà chờ sửa được rồi ta lại mang lên cho mọi người sử dụng dù các bạn học vẫn chưa quen với việc mất wifi nhưng bộ định tuyến hỏng thì không thể trách vương long long được vẫn là hắn chia sẻ cho mọi người dùng mà giang á nam còn nói không sao cả ngươi cứ mang về nhà sửa đi dù sao thì buổi chiều cũng được nghỉ đợi đến hôm chủ nhật bắt đầu học nói không chừng đã sửa được rồi hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả đa phần các bạn học đều hy vọng vương long long sửa được bộ định tuyến để mọi người có thể tiếp tục dùng ké wifi chỉ có phía bắc hàng ghế sau trương trì nhìn thấy cảnh tượng này hắn chỉ hy vọng bộ định tuyến không sửa được bằng việc này hắn sẽ mua bộ định tuyến mới để mang lên đây sau đó thu phí sử dụng của mọi người cứ như vậy vương long long ôm theo bộ định tuyến thoát thân mã sự thành thể gật đầu nếu không có gì nguy hiểm thì cũng chỉ là một bộ định tuyến mà thôi hắn nguyện ý cho các bạn học dùng miễn phí, nhưng hiện tại đã có quá nhiều người biết được, hắn cũng không còn cách nào khác. Buổi chiều là lớp của Cao Hà Xuất, mặt mày ông ấy hồng hào, tâm trạng vô cùng tốt, khi giảng bài cũng không còn nghiêm khắc như trước đây. Hồ Quân nhìn Cao Hà Xuất, cảm thấy cực kỳ buồn bực, thầy Cao lại ở lại lớp 8 không chịu đi rồi. Ông ấy không đi thì giáo viên nữ dạy toán ban đầu quay lại kiểu gì được đây, Hồ Quân đã sớm không còn nhớ rõ được khuôn mặt của giáo viên dạy toán ban đầu. Long Long, ngươi có biết vì sao Cao Hà Xuất lại vui vẻ như vậy không? Hồ quân truyền giấy cho Vương Long Long. Vương Long Long nhíu mày ra vẻ nghiêm túc, hắn viết lên giấy, Cao Hà Xuất mới mua xe, có người vừa đăng lên diễn đàn tai ba. Hồ quân, cái gì, mua xe, tiền lương cao thế? Vương Long Long nói, ông ấy là giáo viên được bổ nhiệm của trường chúng ta, nên đương nhiên tiền lương sẽ cao rồi, ngươi không nhận ra trình độ giảng bài của ông ấy rất khó sao, Hồ quân nói, ta không nhận ra, hay để ta hỏi Mã Ca một chút, xem hắn có nhận ra trình độ giảng bài của Cao Béo vì không nhé, có việc cứ tìm đến Mã Ca, vô cùng đáng tin cậy. Vương Long Long, không có việc gì đừng tự tìm phiền phức. Chiều thứ sáu, tiết học cuối cùng. Cao Hà suất vừa tậu xe mới, tâm trạng vô cùng tốt, nên tốc độ giảng bài chậm hơn bình thường rất nhiều. Tiết học kéo dài thêm 10 phút, dưới vô số lời nguyền độc ác từ học trò, ông ấy mới kết thúc tiết học dài đằng đẵng này vừa bước ra khỏi lớp, Cao Hà Xuất thấy Nghiêm Thiên Bằng, học sinh lớp 9, đang đứng ở hành lang, ông ấy nở nụ cười với Nghiêm Thiên Bằng. Nụ cười của Cao Hà Xuất dường như luôn mang theo châm chọc, khiến Nghiêm Thiên Bằng lạnh cả người. Ông ấy nhìn ta làm gì? Nghiêm Thiên Bằng thầm biểu môi. Không đợi hắn nghĩ nhiều, Trương Trì từ phòng học đi ra. Nghiêm Thiên Bằng nhanh chóng tiến tới khoác vai Trương Trì, kéo đến một góc, mặt hắn lộ vẻ khó xử. Trương Lão Đệ à, hôm nay ta có việc phải về trước, chuyện mua thiết bị giao lại cho ngươi nhé. Trương Trì vừa nghe, không vui nói, có ý gì, cả hai vì kinh doanh, mỗi người góp 300 tệ, hẹn nhau đi mua thiết bị định tuyến trong thành phố. Hết cách rồi, trong nhà thật sự có việc. Nghiêm Thiên Bằng nói, Trương Trì, thôi được rồi, ngươi đưa tiền cho ta, ta mua hộ ngươi luôn. Cùng đi mua thì có thể mua nhiều hơn, còn có thể mặc cả với ông chủ. Hắn nghĩ vậy. Nghiêm Thiên Bằng nghe xong, ánh mắt khẽ động, hắn không tin nhân phẩm của Trương Trì, sợ đối phương sẽ nuốt bớt tiền. Thế là hắn tìm cớ lấp liếm, không được, Trương Lão Đệ, tiền này ta lấy từ nhà, phải mang về chứ. Trương Trì hỏi, ngươi muốn rút vốn. Nếu chỉ mình ta bỏ tiền thì ta sẽ không chia đôi lợi nhuận cho ngươi. Nghiêm Thiên Bằng nói, khai giảng ta nhất định mang theo, chiều chủ nhật ta đến sớm, sẽ không ảnh hưởng đến việc mua thiết bị định tuyến. Trương Trì ngẫm lại thấy cũng được, ý tưởng về thiết bị định tuyến là do Nghiêm Thiên Bằng đưa ra. Trước đây hắn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng giờ nghĩ lại, nếu Nghiêm Thiên Bằng không tham gia kinh doanh, hắn có thể kiếm được nhiều hơn. Được thôi, hôm nay ta sẽ đi mua trước. Trương Trì không muốn trì hoãn quá lâu. Mua bộ định tuyến sớm, nhanh chóng kiếm tiền, sau đó trả hết nợ. Số vốn khởi nghiệp 300 tệ hiện tại là hắn mượn người khác, khoản tiền này không giống như vay của lớp trưởng phải trả sớm trong lúc hai người nói chuyện phím mã sự thành và vương long long chạy ra ngoài trương trì thấy mã sự thành liền hỏi ra ngoài chơi game mà ừ mã sự thành lại hỏi cùng đi không trương trì cười nói thôi thôi không đi bây giờ trong mắt hắn mã sự thành chơi game là không làm việc đàng hoàng còn hắn lại tranh thủ lúc người khác chơi game để kinh doanh sự nghiệp của mình cái gì gọi là tiến bộ đây chính là tiến bộ cho nên hắn là một người đàn ông cầu tiến trương trì chọn chịu khổ trước đợi đến khi kiếm được nhiều tiền sau đó mới tha hồ hưởng thụ mã sự thành cùng hắn nói hai câu chuẩn bị rời đi lại nghe trương trì gọi lớn vương long long ta hỏi ngươi một chuyện vương long long dừng bước hỏi chuyện gì trương trì đứng ở góc vẫy tay vương long long vẽ mặt nghi hoặc trương trì nói thiết bị định tuyến của ngươi tốt nhỉ mua ở đâu thế ta định đến phố điện tử thành phố xem thử. Vương Long Long thường đi theo mã ca, nên có hiểu biết về các sản phẩm điện tử này. Vương Long Long chân thành khuyên, đừng ra phố điện tử, đồ ở đó đắt lắm. Ngươi đặt mua online là được, cùng một loại mà rẻ hơn 10 tệ. Hắn không nói dối, đây là kinh nghiệm mua sắm online mà hắn đúc kết được từ Mã Ca, Quách Khôn Nam và Đan Khải Tuyền. Trương Trì nghe vậy liền phản bác, rẻ hơn 10 tệ, không thể nào chắc là hàng giả trên mạng. Vương Long Long nói, chọn đúng cửa hàng thì không có hàng giả. Mà thiết bị định tuyến loại này cũng không đắt, ai mà đi làm giả chứ, Trương Trì nói. Ta gọi điện hỏi cửa hàng trong thành phố, họ nói có thiết bị định tuyến mới, tốc độ mạng nhanh, chất lượng tốt mà giá còn rẻ. Vương Long Long hỏi ngược lại, họ mở cửa hàng, họ có thể nói đồ mình giỏ mà, Trương Trì cười cười. Họ mở cửa hàng, họ có thể không hiểu hơn cậu à, khổ thân Vương Long Long vốn hiền lành, bị trương trì hỏi đến bực mình hắn vừa định nói họ hiểu nhưng họ có hiểu cho ngươi không kết quả mã sự thành bên cạnh thúc giục đi thôi đi thôi ta đặt máy rồi vương long long không nói một lời trực tiếp rời đi cùng mã ca xuống dưới lầu vương long long chửi ầm lên trương trì là cái quái gì hỏi ta cách mua ta tốt bụng nói nó mua online rẻ hơn nó còn cãi nhau với ta mã sự thành nói đừng cãi nhau với thằng ngu hầu hết học sinh lớp 8 đã về nhà. Ngay cả Trần Tư Vũ, người vốn nổi tiếng hay lề mề, cũng theo tỷ tỷ Trần Tư Tình đi ra ngoài. Hôm nay là thứ sáu, Tiết Nguyên Đồng lại tiếp tục lên đường đi khám phá khu phố ẩm thực. Nhưng mà hôm nay Tiết Nguyên Đồng không vui lắm, nàng túng góc áo Khương Ninh, như thể sợ hắn chạy mất. Khương Ninh, tối nay ngươi đi rồi sao? Ừ, đi ra ngoài một chuyến, mai về. Tối nay Khương Ninh đi đến thành phố cực Bắc, tự mình thám thính tài liệu luyện chế phi kiếm. Trong lòng Tiết Nguyên Đồng không vui, lầm lì đi theo sau. Với khả năng quan sát của Khương Ninh, đương nhiên nhận ra sự bất thường của nàng. Thế là hắn nói, đi tàu cao tốc 9 giờ tối, tối nay ngươi ngủ sớm, biết đâu mai sáng ta đã về. Tiết Nguyên Đồng, ngày nào ta cũng thức khuya. Khương Ninh thầm nghĩ vẫn còn dính người lắm, hắn suy tư một lát, nói, sao thế, không có ta bên cạnh là không quen à? Tiết Nguyên Đồng lập tức tỉnh táo lại, nàng hừ nói, làm sao có thể? Ngươi không ở nhà, mẹ nấu toàn đồ ngon cho ta thôi. Ban đầu chỉ là nói để đối phó Khương Ninh, nhưng Tiết Nguyên Đồng hơi ngẫm lại, thế vậy cũng tốt, giờ nàng có thể ăn hết đồ ngon rồi. Khương Ninh thấy nàng không còn buồn nữa, cũng thoáng yên tâm. Hắn nhìn về con đường chính trong trường, do Cao Hà suất kéo dài tiết học 10 phút, nên đã qua giờ cao điểm tan học, học sinh rất thưa thớt khương ninh đẩy xe đi về phía trước thỉnh thoảng có học sinh đi xe đạp phóng ngang qua nội quy trường cấm đi xe đạp nhưng hôm nay là thứ sáu ngày nghỉ cho nên một số học sinh gan lớn dám đạp xe trong sân trường khương ninh đẩy xe đến ngã tư đường ngoài cổng trường tiết nguyên đồng nhảy lên ghế sau hai tay nắm góc áo hắn bình thường nếu không mưa không gió không đua xe tiết nguyên đồng thường không ôm khương ninh nếu không ngồi xe đạp mà còn sợ hãi ôm chặt Chẳng phải nói Tiết Nguyên đồng nàng nhát gan sao, xe đạp leo núi của Khương Ninh, chưa đi được 200 mét, đã dừng lại. Bên vệ đường, trong khu đất trống, một đám người vây quanh ở bên cạnh quan sát, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng chỉ trỏ, kinh hô và tiếng thở dài. Trần Tư Vũ kéo tỉ tỉ Trần Tư Tình, bên cạnh là Bạch Vũ Hạ đeo ba lô trắng, các nàng chào Khương Ninh. Tiết Nguyên đồng ngồi ở ghế sau, chỉ tay về phía đám đông ở đằng kia, hét lên, Khương Ninh, Khương Ninh, trông vui quá, theo kinh nghiệm nhiều năm của Khương Ninh, những người xung quanh đều thích xem náo nhiệt, kể cả bản thân hắn lúc này. Khương Ninh đổ xe xong, không khóa, dẫn Tiết Nguyên Đồng tới gần đám người. Trước đây bãi đất trống này thường có hai quầy hàng, một là xe ba gác bán trái cây, một là quầy dán màn hình điện thoại, thỉnh thoảng có thêm các quầy hàng khác. Nhưng mà hôm nay có thêm quầy bán đồ nướng và quầy bán bánh tráng cuốn. Tất nhiên, quầy hàng đông nhất là quầy trò chơi. Tiết Nguyên Đồng đọc ném bóng rổ đẩy ngã bình cát. Trần Tư Vũ nói, đúng vậy, trò này khó lắm. Trần Tư Tình nói, rõ ràng bóng rổ đã đập trúng bình, nhưng bình lại không đổ. Khương Ninh nhìn lướt qua, thấy trên mặt đất bày 10 bình cát. Các bình được xếp thành hình kim tự tháp, bốn bình ở dưới cùng, ba bình xếp chồng lên nhau, tiếp theo là hai bình và một bình. Lúc này, một nam sinh đã bỏ ra 10 tệ để có một cơ hội đập bình. Thẩm hút, ngươi kiếm tiền không dễ dàng, đừng tiêu vào trò này, xung quanh có người cười nói. Tiền của thẩm hút là bán hàng hóa nhỏ kiếm được. Hắn nói, lãi hay lỗ không quan trọng, chủ yếu là vui. Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên, bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ trung niên mập mạp, tướng mạo cay nghiệt. Người đàn ông trung niên rao to, đánh đổ 10 bình, nhận ngay 500 tệ, mọi người đi qua đi lại đừng bỏ lỡ, chỉ cần 10 tệ để thử vận may, thẩm hút ôm bóng rổ, đứng ngoài vạch hắn không lưng cầm bóng rổ nhắm lắc qua lắc lại hai lần sau đó ném mạnh về phía trước bóng rổ lăn nhanh về phía trước chính xác đánh trúng kim tự tháp trầm 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 vài chiếc bình được xếp ngay ngắn lập tức bị đánh đổ bóng rổ đụng vào tấm màn được dựng phía sau xong đời thẩm hút vỗ tay buộc miệng thốt lên người đàn ông trung niên tuyên bố tổng cộng sáu bình bị đánh đổ không có phần thưởng, người phụ nữ trung niên tiến lên xếp lại các bình. Người qua đường vây xem hô, cười chết, ai chơi ai bị lừa, Bạch Vũ Hạ nói với mấy người Khương Ninh, luật chơi rất tinh vi, đánh đổ 4 đến 7 bình, không có phần thưởng, hoàn hảo tránh được số lượng bình dễ bị đổ nhất. Trần Tư Vũ nhìn thấu ông chủ, nàng nói, bốn cái bình dưới cùng, chắc chắn chứa đầy cát, rất khó để đánh đổ. Muốn kiếm được 500 tệ là không thể nào. Trần Tư Tình nói, đánh đổ 1 2 3, 8 9 10 bình cũng có phần thưởng, nhưng tất cả đều rất khó, ngoại trừ bình số 9 và 10, các phần thưởng khác đều rất ít. Bạch Vũ Hạ phân tích, mọi người nhìn kỹ khoảng cách tổng thể của bốn cái bình phía dưới, khoảng 40 cm, đường kính quả bóng rổ khoảng 24 cm, ngay cả khi nhắm vào chính giữa, hai bình dưới cùng cũng không thể chạm tới. Bạch Vũ Hạ đưa ra kết luận, có nghĩa là, về mặt lý thuyết, nhiều nhất chỉ có thể đánh đổ 8 bình. Tiết Nguyên Đồng vừa ghi nhớ quy tắc giải thưởng, nhưng đánh đổ 8 bình chỉ được 10 tệ thôi. Bạch Vũ Hạ, gần như không kiếm được tiền. Hai tỷ muội Trần Tư Vũ nghe Bạch Vũ Hạ phân tích, mặt lộ vẻ kinh dị nhìn nàng. Vũ Hạ, ngươi thật thông minh, thật lợi hại, Bạch Vũ Hạ khiêm tốn nói, chỉ giỏi phân tích thôi. Các nàng đã giải mã luật chơi, nhưng vẫn có những người sẵn sàng trả tiền để chơi, 10 tệ biến thành 500 tệ, giải thưởng gấp 50 lần, quá nhiều người không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Nhóm Bạch Vũ Hạ quan sát một hồi, có 7-8 khách hàng đến, số bình bị đánh đổ đều nằm trong khoảng từ 4 đến 7. Xác suất nhỏ như vậy, vẫn có khách hàng chơi. Bạch Vũ Hạ bất đắc dĩ, bài học duy nhất nhân loại học được từ lịch sử, chính là nhân loại sẽ không học được bài học từ lịch sử. Bầu không khí náo nhiệt, dẫn tới càng nhiều người qua đường tụ tập. Nhóm học sinh lớp một thực nghiệm tứ trung, gồm Lâm Tử Đạt, Trang Kiếm Huy, Đinh Xu Ngôn và Lê Thi, tình cờ đi ngang qua. Lâm tử đạt vốn thích náo nhiệt, vừa thấy đông người như vậy, lập tức dẫn mấy người tới gần. Đinh Xu Ngôn nhìn sang bên kia, khóe môi mỉm cười, nàng phát hiện Khương Ninh cũng ở đó. Lê Thi nói, Lâm tiểu béo, ngươi đừng tham gia náo nhiệt, Xu Ngôn định về sớm học bài. Không sao. Đinh Xu nhẹ nhàng nói. Kỳ thi tháng này, nàng đã cố hết sức, vốn tưởng rằng có thể lọc vào top 3 toàn trường, nhưng khi thành tích được công bố, nàng mới nhận ra mình đã đánh giá thấp học sinh tứ trung. Chính xác mà nói, nàng đã đánh giá thấp, chiến sĩ thi đại học, mà hiệu trưởng đích thân mời về, Đỗ Xuyên. Đỗ Xuyên vẫn giữ vững vị trí thứ ba toàn trường với ưu thế tuyệt đối. Lần sau thử lại thôi. Đinh Xu Ngôn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Trong lúc đó, Trần Tư Vũ liếc nhìn thấy Lê Thi trong nhóm người. Tỷ tỷ, tỷ xem, nữ sinh kia cao quá. Trần Tư Tình nhìn tới nhìn lui, nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia, không chỉ cao, dáng người cũng rất đẹp, rất thon thả. Cao hơn ta gần 10 cm. Trần Tư Tình hâm mộ. Trần Tư Vũ liếu riếu, không sao đâu tỷ, tỷ ấy không cao bằng hai chúng ta cộng lại. Trần Tư Tình nhíu mày, có vẻ cũng hợp lý. Tỷ, mau nhìn nữ sinh bên cạnh. Trần Tư Vũ kinh ngạc, đẹp quá, Bạch Vũ Hạ nhìn nữ sinh kia đột nhiên nói, nàng ấy là Đinh Xu Ngôn. Ba chữ này, học sinh lớp 11, thậm chí cả lớp 12 của Tứ Trung đều biết nó có ý nghĩa gì. Lâm Tử Đạt chào hỏi, Khương Ninh, ngươi cũng ở đây à, Đinh Xu Ngôn cố chịu đựng cảm giác bị mọi người nhìn trộm, khẽ gật đầu. Lâm Tử Đạt tìm một chỗ trống, quan sát một lúc rồi quay lại hô to, kiếm huy, thế mạnh của ngươi, không thử à, trang kiếm huy lớn lên thật cao, gương mặt góc cạnh, khá đẹp trai. Lúc nãy có vài nữ sinh âm thầm nhìn hắn. Trang kiếm huy cười rạng rỡ tự tin, thử thì thử. Hắn hét lên, ông chủ, cho quả bóng, người đàn ông trung niên cười hiếp mắt đi tới, những người xung quanh cũng tự động nhường đường. Trang kiếm huy đưa cho hắn một tờ 20 tệ mới tin. Ông chủ lục lọi, móc ra một tờ 10 tệ nhăn nhúng, cũ nát. Trang kiếm huy nhăn mặt, thôi được rồi, không cần thối, ta chơi hai lần. Hắn ông bóng rổ, đứng cách bình các phía trước vài mét, đọc lại luật chơi, trong lòng đã hiểu rõ. Giải thưởng lớn nhất là 500 tệ, đối với người như hắn, cũng không tính là nhiều, đôi giày hắn đang mang dưới chân, một đôi một ngàn sáu. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không quan tâm đến 500 tệ, nếu có thể thắng được 500 tệ, chắc chắn sẽ là một chuyện vui. Trang kiếm huy tìm kiếm lợi ích lớn nhất, nhắm đến giải thưởng lớn nhất. Trần Tư Vũ nhỏ giọng nói, ta biết hắn, chơi bóng rổ rất giỏi, hồi huấn luyện quân sự còn biểu diễn út rổ. Trần Tư Tình nói, ký túc xá bên cạnh có người thầm mến hắn. Bạch Vũ Hạ nói, chơi bóng rổ thực sự rất giỏi. Tiết Nguyên Đồng nghe vậy, tò mò hỏi, có giỏi hơn Ngô Tiểu Khải lớp chúng ta chơi bóng rổ không? Bạch Vũ Hạ sắc mặt kỳ quặc, Ngô Tiểu Khải không phải là vấn đề giỏi hay không giỏi, hắn kiểu người rất đặc biệt, nàng không biết phải diễn tả như thế nào. Này, ngô tiểu khải tới rồi tiết nguyên đồng nói bên kia đường ngô tiểu khải ôm bóng rổ lủi thủi đi về phía trước bỗng hắn dừng lại hít hít mũi giờ khắc này ngô tiểu khải ngửi được mùi bóng rổ hắn lại đi tiếp tiến về quầy trò chơi bên này trang kiếm huy ném bóng về phía trước trái bóng lăn theo đường thẳng tắt cao thủ vừa ra tay liền biết ngay có ăn hay không bóng rổ đụng vào kim tự tháp bùng xô đổ bình. Trần Tư Vũ đếm số lượng, 1, 2, 7, 8, tổng cộng 8 bình. Nàng nhìn Bạch Vũ Hạ, trên lý thuyết, đây là số bình tối đa có thể đập trúng. Ừ, không sai. Bạch Vũ Hạ cảm thấy trang kiếm huy quả là giỏi bóng rổ, mới ra tay đã có chiến công. Ông chủ đi qua và nói, chúc mừng ngươi đập trúng 8 cái bình, được thưởng 10 tệ, trong mắt hắn lộ vẻ gian xảo, tiểu ca, ngươi muốn tiếp tục chơi hay ta trả lại 10 tệ cho ngươi, trang kiếm huy nghĩ tới tờ 10 tệ nhăn nhúng của ông chủ, đương nhiên là chọn tiếp tục. Sau cú ném bóng hỏng trước đó, trang kiếm huy cũng phát hiện, muốn đập trúng 10 bình có chút khó. Tuy nhiên, điều đó không làm khó được hắn, hai tay hắn đặt ngang ngực, ôm bóng rổ, xoa mạnh hai lòng bàn tay, bóng rổ chịu lực xoay tròn, đồng thời bay về phía trước. Lâm tử đạt, bóng xoay, trầm. Đổ sáu bình, không có phần thưởng. Xung quanh vang lên tiếng xì xào. Thẩm hút hô to, khó lắm, bóng xoay vô dụng, ngươi có thể thử đập cái bình trên cùng, thưởng 50 tệ đó. Hắn vừa thua, vẫn không đi, định xem có ai trúng thưởng không, tiện thể học hỏi kinh nghiệm. Dù sao giải thưởng lớn là 500 tệ, hắn vất vả bán hàng nửa tháng cũng không kiếm được 500 tệ. Trang kiếm huy không phải người cố chấp, lần này hắn thay đổi chiến thuật, thực hiện cú ném bóng trên không, chuẩn bị hất đổ cái bình trên cùng trang kiếm huy lấy độ chính xác khi chơi bóng rổ của mình ném về phía trước trái bóng chính xác đánh trúng bình duy nhất trên đỉnh kim tự tháp nhưng khi bình đó đổ xuống cũng kéo theo hai bình phía dưới ông chủ hét lên đập đổ ba cái bình thưởng mười tệ có chơi tiếp không vừa dứt lời bên ngoài vang lên một giọng nói dõng dạc ta chơi mọi người quay lại nhìn chỉ thấy một nam sinh cao khoảng 16 sáu m ôm bóng rổ sải bước lớn đi vào ông chủ nhìn bóng rổ trong tay hắn nhắc nhở chỉ được dùng bóng do chúng ta cung cấp để ném thôi ngô tiểu khải không thành vấn đề hắn nộp mười tệ đi tới gần trang kiếm huy quầy trò chơi mở đồng thời hai đường đua có thể cho hai khách hàng chơi cùng lúc vì vậy bên trái là trang kiếm huy bên phải là ngô tiểu khải tiết nguyên đồng xoa xoa nắm đấm nhỏ cường giả quyết đấu trang kiếm huy vẫn định nhắm vào cái bình phía trên cùng Hắn đứng thẳng người, hít sâu một hơi, phải nói là có chút ý tứ. Chỉ nghe một trận ồn ào, ngô tiểu khải đã bắt đầu. Hắn lại ngồi dưới đất, chỉ ngồi thôi còn chưa đủ, ngô tiểu khải không để ý bụi bẩn trên nền xi măng, từ từ ngã người ra sau, cuối cùng, vai chỉ cách mặt đất một khoảng bằng một quả trứng. Hắn thò đầu về phía trước, hai tay ôm bóng, nhìn trầm trầm vào bình cát. Trang kiếm huy chết lặng, huynh đệ, ngươi làm ta khó xử quá làm cho hắn chẳng chuyên nghiệp chút nào chợt trang kiếm huy không quản hắn nữa định ném bóng ngô tiểu khải nhìn chằm chằm bình cát hắn không phải đang chơi trò chơi hắn đang thi đấu chuyên nghiệp hắn đập không phải bình cát mà là cuộc đời huy hoàng của hắn hai quả bóng được ném ra quả bóng của trang kiếm huy va vào cái bình cao nhất lại làm đổ thêm một bình nữa mà biểu hiện của ngô tiểu khải cực kỳ hoàn hảo bóng rổ lướt qua bình như người tình âu yếm chỉ làm đổ một bình duy nhất sắc mặt ông chủ không tốt lắm hắn tuyên bố đổ hai bình thưởng ba mươi tệ đổ một bình thưởng năm mươi tệ sau đó hắn hét lên với mọi người xung quanh mọi người xem đi chúng ta không lừa đảo có thể ném trúng thật trần tư vũ nói ngô tiểu khải giỏi quá bạch vũ hà đúng vậy hắn khống chế bóng rất tốt giống như tay của mình vậy tiết nguyên đồng lại hỏi có phải ngô tiểu khải chơi bóng rổ giỏi hơn không bạch vũ hà khó xử giải thích Chơi bóng rổ không chỉ là ném rổ chuẩn, mà còn có nhiều yếu tố khác. Sau khi Tiết Nguyên đồng hỏi nàng xong, lại hỏi một người khác, Khương Ninh, ngươi biết chơi bóng rổ không? Biết một chút. Khương Ninh nói, Mắt Tiết Nguyên đồng sáng lấp lánh, nàng xoa xoa bàn tay nhỏ bé, ta muốn chơi. Khương Ninh rút ra một tờ một trăm tệ đưa cho nàng, Hào Phóng nói, ngươi cứ chơi thoải mái. Khương Ninh đã nhiều lần ra tay trước đây, tạo nên hình ảnh, anh hùng, trong lòng Tiết Nguyên đồng chơi thử xem sao. Tiết Nguyên đồng chớp chớp mắt. Ừ, có ta ở đây. Cương Ninh gật đầu. Thật không? Mắt Tiết Nguyên đồng bỗng công lên, lấp lánh vẻ tinh nghịch. Nàng từ chối 100 đồng Khương Ninh đưa, mà nói cho ta tờ 50 đi, ta biết ngươi có mà. Khương Ninh cười, nhớ rõ ghê. Tờ 50 đồng này là tiền thừa lúc đi mua rau lần trước. Tiết Nguyên đồng nhận tờ tiền, không nhìn xem ta là ai à, bạch vũ hạ tuy chú ý đến đám mô tiểu khải đang ném chai nhưng vẫn luôn ở bên cạnh tiết nguyên đồng tự nhiên phát hiện động thái của nàng tiết nguyên đồng muốn ném chai sao bạch vũ hạ định khuyên nàng trần tư vũ nói tiết nguyên đồng ngươi không nhả định chơi đấy chứ chị gái trần tư tình bèn nhắc nhở ngươi bình tĩnh đi đừng thấy người khác ném trúng mà tưởng dễ đấy nhé nàng thực lòng không muốn tiết nguyên đồng mất tiền dù gì thì hai người họ cũng học cùng một lớp tiết nguyên đồng lại là bạn tốt của khương ninh nữa chứ Khương Ninh thường xuyên giảng bài cho Trần Tư Vũ và mọi người, giúp đỡ những người họ rất nhiều, điểm số cũng cải thiện không ít. Đúng đấy, đúng đấy, Trang Kiếm Huy chơi bóng rổ giỏi mới không thua lỗ, còn Ngô Tiểu Khải lớp ta, nói đến đây, Trần Tư Vũ không biết phải miêu tả thế nào. Bạch Vũ Hạ tiếp lời, không thể dùng lẽ thường mà phán đoán. Đúng vậy, Ngô Tiểu Khải là một trường hợp đặc biệt. Lúc này, giữa đám đông, Ngô Tiểu Khải và Trang Kiếm Huy tiếp tục ném chai. Tuy nhiên, trò chơi ném chai có một phần cạm bẫy, chính là lợi dụng lòng tham của con người. Không quá lời khi nói rằng, 90% người chơi sau khi thắng tiền sẽ chọn chơi tiếp, hy vọng thắng thêm, cuối cùng rơi vào vòng luẩn quẩn thắng thua. Chủ quầy ném chai liên tục sắp xếp lại chai. Sau vài lần, cơ hội của Trang Kiếm Huy cũng hết. Lâm Tử Đạt ghé lại gần, 20 đồng chơi được 7-8 lần, cũng đáng đấy chứ. Trang Kiếm Huy cũng nghĩ vậy, cũng được. Do hoàn cảnh gia đình, hắn được giáo dục tốt, nền tảng vững chắc, nên ít khi mê mãi trò chơi nhỏ này, có thể kịp thời dừng lại. Xu ngôn, các ngươi chơi không? Trang kiếm huy hỏi. Không. Đinh Xu ngôn lắc đầu. Nhưng Lê Thi lại bước lên với đôi chân dài của nàng, ta chơi hai ván nhé. Cặp chị em song sinh lần lượt khuyên tiết nguyên đồng, mong nàng từ bỏ ý định chơi bóng ném chai, như vậy chỉ mất tiền oan mà thôi tiết nguyên đồng biết họ có ý tốt nhưng nàng có tính toán riêng tiết nguyên đồng đã chứng kiến khương ninh chơi máy gấp thú gần như vô địch mỗi lần đều gấp trúng với trò chơi này nàng tin chắc với tài năng của khương ninh chắc chắn có thể dễ dàng thắng lợi hơn nữa khương ninh từ trước đến giờ nói một là một nếu không làm được tiết nguyên đồng có thể lấy đó làm lý do để bắt khương ninh bồi thường ví dụ như tối nay không cho hắn đi xa nữa nhìn theo cách này dù kết quả thế nào, Tiết Nguyên Đồng cũng không hề chịu thiệt, còn lý do gì để nàng không chơi đâu chứ, nàng thông minh quá mà. Tiết Nguyên Đồng tự tin, các ngươi yên tâm, ta có vũ khí bí mật. Bạch Vũ Hạ, vũ khí bí mật gì, chờ ta ném trúng chai, các ngươi sẽ biết. Ngô Tiểu Khải sau vài phút vật lộn, cuối cùng cũng thua hết 10 đồng. Ông chủ quầy lau mồ hôi, cái thằng này như đồ thần kinh ấy. Người khác đứng ném chai, hắn lại nằm ném kỹ thuật lại rất cao, 10 đồng mà hắn bắt ông chủ xếp chai cả chục lần, tiền công sắp đủ bằng tiền vốn rồi. Ông chủ đã lan bạc nhiều nơi, đã lừa đảo mấy năm, lần đầu gặp trường hợp quái đản như thế. Ngô Tiểu Khải đứng dậy, lưng đầy bụi, trông rất lôi thôi. Hắn không thèm để ý, ôm quả bóng rổ đi ra ngoài. Thẩm hút gọi, Ngô Tiểu Khải, lưng ngươi đầy bụi kìa. Thẩm hút vì bán đồ lặt vặt, thường xuyên đi lại các lớp, gọi tên hầu hết bạn học. Tuy nhiên, Ngô Tiểu Khải không quay đầu lại, chỉ để lại một bóng lưng cô độc, đây không phải bụi, đây là huy chương danh dự. Thẩm hút, ta thèm. Hai cao thủ bóng rổ rời sân, những vị khách khác bắt đầu vào chơi ném chai. Có lẽ Ngô Tiểu Khải đã truyền cảm hứng, người chơi ném chai đột nhiên nhiều lên. Nhưng phần lớn họ toàn mấy kẻ chơi dở, nên chỉ như góp tiền cho ông chủ. Lê Thi đưa ông chủ tờ 10 đồng một ván mọi người thấy một cô gái cao ráo bước lên tất cả đều ngoái nhìn theo người xinh đẹp ngoài đời bất kể làm gì cũng dễ thu hút sự chú ý của người khác nhiều người vốn định chơi bóng cũng nhường chỗ trần tư vũ nói nàng trong khí thế ghê lời nàng là đang nhắc đến lê thi trần tư tình đồng ý cảm giác nàng rất lợi hại ấy cùng lúc đó tiết nguyên đồng bắt đầu di chuyển nàng nhìn đám đông trước mặt suy nghĩ một lát rồi chọn đi vòng qua bên cạnh ông chủ hôm nay tiết nguyên đồng rất rộng rãi lấy năm lượt chơi ông chủ vừa thấy dáng vẻ trẻ con của tiết nguyên đồng trong lòng đã bắt đầu vui mừng đàn ông trưởng thành còn không ném trúng chai một cô bé đến đây làm gì chẳng phải đưa tiền miễn phí cho ông chủ hay sao ông chủ cười đến nếp nhăn cũng phải hiện ra còn chỗ trống đấy ngươi vào chơi đi tiết nguyên đồng ôm bóng đứng gần lê thi trước khi ném chai Lê Thi cúi đầu nhìn Tiết Nguyên Đồng. Bây giờ chiều cao của nàng là 174 cm, cao hơn Tiết Nguyên Đồng 153 cm, hơn 20 cm. Nhìn cô bé nhỏ xíu, Lê Thi nhận ra nàng, học sinh đứng đầu trường trung học số 4 và cũng là bạn tốt của Khương Ninh. "Ngươi biết chơi không?" Lê Thi tò mò hỏi. Tiết Nguyên Đồng nói, "Cũng biết." "Ừ, chúng ta cùng chơi nhé." Lê Thi nói. Nói xong, Lê Thi dơ bóng lên, nàng định làm theo cách của Trang Kiếm Huy, ném trúng chai cao nhất, nếu thực hiện được mục tiêu, chắc chắn có thể khoe khoang trong nhóm bạn nhỏ của mình. So với việc thường khoe các sản phẩm hàng hiệu phiên bản giới hạn, nếu khoe được tài năng thực sự thì mới lợi hại. Trần Tư Vũ hô hào, đồng đồng, cố lên, Trần Tư Tình, chúng ta tin tưởng ngươi đấy, cố lên nha, tiếng cổ vũ của cặp chị em song sinh thu hút nhiều ánh nhìn, biểu cảm của họ đều ngạc nhiên. Trong đời thực, hiếm khi họ được nhìn thấy một cặp chị em song sinh, huống chi hai nàng còn là một cặp chị em song sinh xinh đẹp. Tiết Nguyên Đồng không vội vàng, từ từ dơ bóng lên, học theo tư thế chơi bóng rổ trên TV, ném bóng lao vào mục tiêu. Mọi người đều nhìn thấy, quả bóng vẽ một đường cong, lăn qua bên cạnh chai, rồi lăn vào tấm màn phía sau. Tiếng cổ vũ của cặp chị em song sinh đột ngột ngừng lại. Bạch Vũ Hạ đã không dám nhìn nữa. Thẩm hút nói, tuyệt quá, Lâm Tử Đạt cười lớn, vỗ đùi. Thậm chí cả ông chủ cũng bàn hoàng. Tiết Nguyên đồng giữ khuôn mặt nghiêm nghị, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có đôi tai đỏ ửng tiết lộ nàng không thật sự bình tĩnh như vẻ ngoài. Thí sinh bên cạnh là Lê Thi bèn cười nói với nàng, ngươi chơi hay đấy nhỉ, Lâm Tử Đạt nói, hiếm thấy thật, Lê Thi, ngươi cũng chơi thử xem. Cho các ngươi xem đây. Nói rồi, Lê Thi ném quả bóng trên tay. Chỉ thấy quả bóng bay ra, lướt qua đỉnh tháp chai cũng không trúng lê thi trông lúng túng lâm tử đạt không nói gì nữa tiết nguyên đồng thành thật khen ngươi cũng rất giỏi mà thẩm hút hét lên cùng trình độ đấy đừng tân bốc nhau nữa lê thi lường thẩm hút nàng nhận ra hắn là kẻ bán hàng rong thường đến lớp nàng bán đồ nhưng chất lượng đồ hắn bán quá kém nàng không thèm để ý ông chủ cho ta thêm bóng nữa đi lê thi đưa thêm tiền tiết nguyên đồng có năm lượt chơi có thể tiếp tục chơi hai người lại bắt đầu ném chai nhưng lần này lê thi phát huy tốt hơn không trượt nhưng dùng lực quá mạnh ném đổ sáu chai không được thưởng tiết nguyên đồng cũng vậy ném đổ sáu chai lê thi nhìn cô bé cảm thấy bản thân có sự ganh đua nàng lại xin ông chủ thêm bóng tiết nguyên đồng còn năm lượt nữa chưa chơi hết bóng ném ra chai đổ vẫn không được gì bạch vũ hạ nhìn động tác của tiết nguyên đồng đó không phải chơi bóng mà là vứt tiền qua cửa sổ đây mà bạch vũ hạ có điều kiện gia đình tốt không chịu được cách chơi này nàng có thể mua đồ ăn vặt đắt tiền nhưng không chấp nhận phung phí tiền bạc hương ninh đừng để tiết nguyên đồng chơi nữa nàng nói thêm một câu trần tư vũ đúng đấy nhìn thấy mà đau lòng quá mỗi quả bóng đều là tiền cả mà hương ninh thản nhiên nói không sao miễn nàng vui là được Trần Tư Vũ, nhưng thua tiền thì không vui đâu. Khương Ninh ý vị sâu xa bè nói, chơi thì phải có thua có thắng. Nhưng, Bạch Vũ Hạ chỉ thấy Tiết Nguyên Đồng liên tục thua, cũng như Lê Thi. Lâm Tử Đạt vui vẻ nói, dở quá. Trang Kiếm Huy nghiêm túc nói, không phải dở, trò này thật sự rất khó đấy. Đó là kết luận sau khi hắn trải nghiệm. Trang Kiếm Huy chơi bóng rổ nhiều năm, bóng trong tay cơ bản ném đâu trúng đó nhưng phải dựa vào may mắn mới có thể ném trúng hai chai. Tuy nhiên họ không đau lòng vì tiền, cũng không phải vì giải thưởng 500 đồng, chỉ là thấy vui nên chơi. Tiết Nguyên đồng dùng hết năm lượt, Lê Thi cũng dùng hết năm lượt, đều không thu hoạch được gì. Lê Thi sinh ra trong gia đình làm ăn kinh doanh lớn, từ nhỏ nàng đã được cưng chiều, tính cách nàng vốn không muốn chịu thua kém ai bao giờ. Dù gì, ở tuổi 15-16, nàng vẫn còn trẻ trung sung sức nhiệt thành. Nàng lấy ra một trăm đồng, ông chủ, tiếp tục, ông chủ vui vẻ nhận tiền, dùng bút bi ghi lại, hắn thích nhất kiểu khách này, một khi đã quyết tâm, sẽ chơi mãi. Trước đây hắn từng gặp một khách, thua hết sạch tiền trong ví, ba ngàn đồng chứ ít gì, tiết nguyên đồng đã định rút lui, thua năm mươi đồng, nàng rất đau lòng. Năm mươi đồng đủ để nàng mua nhiều rau, thịt lợn chỉ có mười đồng một cân thôi. Khương Ninh bước tới trước mặt ông chủ, cho nàng chơi thêm một trăm đồng tiết nguyên đồng vội xua tay khẩn thiết nói ta không chơi nữa khương ninh mỉm cười ném bóng vui không chắc chắn vui việc ném đổ những chai xếp gọn gàng mang lại niềm vui phá hoại nguyên thủy huống chi sau khi ném xong có người sắp xếp lại không cần tự mình làm không vui sao được vui thì vui nhưng tiết nguyên đồng không muốn chơi nữa nàng nói dối không vui khương ninh nói chơi thêm sẽ vui mà hắn nhìn nàng một cách dịu dàng tiết nguyên đồng thấy ánh mắt của khương ninh lòng bỗng nhiên an tâm trở nên bình tĩnh trước mặt khương ninh dù nàng thường hay phản kháng nhưng cũng nhiều lần ngoan ngoãn một cách vô thức khương ninh trả tiền lê thi vẫn chờ tiết nguyên đồng thấy nàng trở lại sân nói tưởng ngươi không chơi nữa tiết nguyên đồng khương ninh giúp ta tiếp tục nói xong nàng nghiêm túc lần này ta sẽ nghiêm túc lê thi nói ta cũng nạp một trăm đồng chúng ta thi nhé cạnh tranh với học sinh giỏi nhất khối thậm chí toàn thành phố cảm giác cũng rất kích thích nếu có thể thắng nàng trong lĩnh vực này cũng là điều đáng vui mừng thi thì thi nhưng ta biết ngươi chắc chắn sẽ thua tiết nguyên đồng vô cùng tự tin lê thi được thôi vòng ném chai mới bắt đầu một bóng hai bóng trần tư vũ nhìn họ đưa tiền cho ông chủ không khỏi đau lòng bạch vũ hạ chúng ta khuyên khương ninh đi nàng nghĩ Khương Ninh có thể bị kích động. Bạch Vũ Hạ cao mày, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, trong ấn tượng của nàng, Khương Ninh không phải người dễ dàng thua tiền như vậy. Nhưng nàng không hiểu tại sao Khương Ninh lại để Tiết Nguyên đồng thua liên tục. Chẳng lẽ, hắn định cuối cùng sẽ thắng lại? Bạch Vũ Hạ nảy ra ý nghĩ này. Nhưng ngay sau đó, nàng tự phủ định, không thể nào, muốn thắng lại số tiền đã thua, rất khó khăn hiện tại Khương Ninh đã tiêu 150 đồng, dù hắn mỗi lần đều ném trúng một chai, vẫn cần ba lượt nữa để hòa vốn. Nhưng, điều đó không thể, Trang Kiếm Huy và Ngô Tiểu Khải giỏi bóng rổ như vậy, vẫn không thể tránh khỏi việc bị thua. Bạch Vũ Hạ chỉ thấy Khương Ninh đánh người, chưa bao giờ thấy hắn chơi bóng rổ, nên mới nghĩ rằng hắn không giỏi. Nàng đoán vậy. Ở phía khác, Đinh Xu Ngôn, nàng đặc biệt yên lặng, đôi mắt lặng yên như nước, chăm chú nhìn Tiết Nguyên Đồng nàng đang chờ lê thi liên tục thua tám lượt tiết nguyên đồng liên tục thua chín lượt khán giả xung quanh thoải mái thưởng thức lê thi xinh đẹp chiều cao nổi bật dáng vẻ khi ném bóng lộ rõ đường cong khiến đàn ông nhìn không muốn rời đi hơn nữa từ một khía cạnh tà ác khác nếu không thể chiếm được cảm tình của mỹ nhân thì việc thấy mỹ nhân gặp xui xẻo cũng là một điều thú vị đồng thời những người đứng xem cảm thấy tiếc nuối không kìm được mà tưởng tượng rằng nếu họ có kỹ năng ném chai siêu đẳng, liệu có thể thu hút sự chú ý của mỹ nhân và phát triển một mối quan hệ lãng mạn hay không. Tiết Nguyên Đồng tính toán lượt chơi cuối cùng còn lại, nàng nhìn về phía Khương Ninh. Khương Ninh trao cho nàng một ánh mắt ấm áp. Tiết Nguyên Đồng ngay lập tức hiểu rằng Khương Ninh muốn nàng hoàn thành tất cả lượt chơi. Tiết Nguyên Đồng cảm thấy thư thái hơn, lông mày khẽ nhếch lên vui vẻ, nàng ném tiếp một quả bóng. Quả này ném rất thoải mái. Chỉ có điều kết quả không mấy tốt đẹp, chỉ làm đổ năm cái chai. Ngươi phải nạp thêm tiền rồi." Lê Thi nói. Tiết Nguyên đồng ngẩng cao mặt, không mấy quan tâm, ta vừa mới khởi động xong. "Lê Thi, ngươi đang đùa sao? Ném 15 quả bóng, thua 150 đồng, giờ lại bảo vừa mới khởi động xong, không phải khởi động xong mà là tiền đã thua hết rồi chứ?" Ông chủ cười cười dụ dỗ có tiếp tục chơi nữa không? Trần Tư Vũ nhìn mà sốt ruột, nàng nhón chân lên, hét lớn, "Tiết Nguyên Đồng, ta mời ngươi ăn vặt, Lê Thi nói, ngươi định bỏ cuộc rồi à?" Với nàng, thua chút tiền cũng không sao. "Không phải bỏ cuộc." Tiết Nguyên Đồng nói. Nàng tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, "Khương Ninh, đến lượt ngươi." Khương Ninh đưa cho ông chủ 10 đồng, cho ta một quả bóng. Ông chủ càng vui hơn, vừa rồi khi thấy tương tác giữa hai người họ hắn liền biết giữa hai người có quan hệ làm kinh doanh loại này hắn thích nhất kiểu khách như vậy thường thì khi có cô gái thua tiền chàng trai không cam tâm sẽ ra tay kết quả là thua nhiều hơn đàn ông dễ bị kích động hơn mà chỉ chơi một lần thôi à ông chủ hỏi ừ chơi trước một lần thôi khương ninh nói thản nhiên ông chủ dụ dỗ một lần có thể không đủ chơi thêm hai lần nữa Cơ hội trúng thưởng sẽ lớn hơn. Khương Ninh không từ chối, lời khuyên tốt của hắn, nói, ngươi nói đấy nhé, cho ta thêm một quả nữa. Ông chủ thấy cũng ổn, kiếm thêm được 10 đồng cũng tốt. Tiết Nguyên Đồng rời khỏi vị trí ném chai, nhường chỗ cho Khương Ninh. Lê Thi trêu chọc, Khương Ninh, ngươi định lấy lại danh dự cho Tiết Nguyên Đồng sao, nàng không tin Khương Ninh có thể làm được điều mà Trang Kiếm Huy cũng không làm được, dựa vào Khương Ninh sao? Đây không phải việc có thể làm chỉ với lòng nhiệt huyết." Khương Ninh nói, chỉ là chơi cho vui thôi. Tiết Nguyên Đồng xuống sân, Trần Tư Vũ lập tức chạy tới, "Chờ Khương Ninh chơi hai lượt nữa, đừng để hắn chơi tiếp, ta mời các ngươi ăn." Khương Ninh và Tiết Nguyên Đồng thua 170 đồng, thật quá thảm. Trần Tư Vũ và chị gái một tuần tiền sinh hoạt cũng chỉ có khoảng 300 đồng mà thôi. Tiết Nguyên Đồng đồng ý ngay, "Ừm, ta chỉ để hắn chơi hai lượt thôi." Trần Tư Vũ cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần chờ Khương Ninh thu nốt là được. Bạch Vũ Hạ chăm chú nhìn Khương Ninh. Lâm Tử Đạt thắc mắc, Khương Ninh không phải định lấy lại tiền cho Tiết Nguyên Đồng thật chứ, Trang Kiếm Huy nói, thua nhiều như vậy, chắc chắn muốn thắng lại, hơn trăm đồng không phải số tiền nhỏ với người bình thường. Thật lạ, Khương Ninh không phải người như thế, trừ khi hắn chắc chắn thắng lâm tử đạt thường trò chuyện với khương ninh về game và các chủ đề khác trong hành lang trong ấn tượng của hắn khương ninh rất điềm tĩnh không bao giờ nao núng trang kiếm huy nói con người có nhiều mặt mà ý ngầm là lâm tử đạt đã nhìn nhầm nhiều người đang chú ý tới khương ninh ai cũng biết hắn đến để lấy lại danh dự cho cô bé vừa rồi ha ha ngươi có đủ khả năng không nhiều người nghĩ vậy ném chai khó thế nào mọi người đều đã thấy. Họ không làm được, cũng không muốn thấy người khác làm được. Muốn thắng à, đang nằm mơ sao, ban đầu thẩm hút định chơi bóng, nhưng thấy xác suất thua quá lớn, nên quyết định từ bỏ. Trước ánh mắt mọi người, Khương Ninh nhấc quả bóng lên. Hắn trong điềm tĩnh, ngón tay khẽ dùng lực, quả bóng rổ xoay tròn trên đầu ngón tay, ổn định như quả địa cầu. Trang kiếm huy, cũng có chút kỹ năng, nhưng không nhiều. Lê Thi, Ngươi định dùng bóng xoáy à Khương Ninh, đúng vậy. Không được đâu. Lê Thi nói, vừa rồi Trang Kiếm Huy đã thử qua. Khương Ninh, thử xem. Vừa dứt lời, hắn khẽ xoay ngón tay, quả bóng rổ xoay nhanh bắn ra, nó vẽ ra một đường cong trên không trung. Bóng rổ đập vào đống chai giống như kim tự tháp. Những chiếc chai vững chải bị nổ tung, bóng rổ trực tiếp nghiền qua. Chai bay tứ tung, sân xi măng hỗn loạn mọi người đều kinh ngạc. Lê Thi nhanh chóng đếm số chai đổ. Một, hai, ba, Tiết Nguyên Đồng ở ngoài phấn khích hét lên. Không cần đếm đâu, đổ hết rồi mà, nàng nhảy cẩn lên. Ta đã nói mà, Khương Ninh cực kỳ giỏi đó nha, Tiết Nguyên Đồng phấn khích muốn chết đi được chứ lị. Nàng quả nhiên không nhìn lầm Khương Ninh, cảm giác ấy nấy vì để thua hết lần này đến lần khác trước đó đã tan biến hết. Khương Ninh chưa bao giờ lừa nàng. Bạch Vũ Hạ đứng yên tại chỗ, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ kinh ngạc, đã đổ hết rồi sao, chỉ với một cú ném, 10 cái chai đều đổ, kể cả bốn cái chai ở dưới cùng vô cùng vững chắc cũng bị lăn ra đất. Hoàn toàn vượt ngoài lẽ thường, theo tính toán lý thuyết của nàng, bình thường chỉ có thể làm đổ 8 cái chai, may mắn lắm mới đổ được 9 cái. Giờ đây cảnh tượng trước mắt lại là 10 cái chai đều đổ hết sao, thật quá phi lý, điều này không chỉ là may mắn có thể đạt được. Người bán hàng, thẩm hút, kinh ngạc đến ngớ người, thật đấy à, trước đây mỗi lần có người ném chai, hắn đều mong đợi vô cùng, hy vọng được thấy cảnh 10 cái chai đổ hết, nhưng lần nào cũng phải ngậm ngùi thất vọng. Bây giờ kết quả kỳ diệu này lại thực sự xuất hiện trước mắt. Không chỉ là cú sốc từ 10 cái chai, mà còn là từ 500 đồng tiền thưởng nữa. 500 đồng, đủ để ăn lẩu vài bữa, nếu ăn cơm gà kho tàu thì có thể ăn liên tục một tháng. Hắn nhìn Khương Ninh bằng ánh mắt khác hẳn. Trong lòng thẩm hút dấy lên một mong đợi nào đó, nếu Khương Ninh làm được, liệu hắn có thể làm được hay không? Nếu làm được, đó là những 500 đồng đấy. Phản ứng của mọi người xung quanh đều là không thể tin nổi. Lâm Tử Đạt tiến lên hai bước, đổi một vị trí tốt hơn để nhìn gần hơn những cái chai dưới đất. Hắn quay lại gọi, kiếm huy, 10 cái đổ hết sạch rồi. Trang kiếm huy cao hơn 1m8, tầm nhìn rộng, sớm đã nhìn rõ. Mặt hắn không giấu nổi vẻ khó chịu, con người sợ nhất là sự so sánh vừa rồi hắn đã cố gắng hết sức, chỉ dám nhắm vào cái chai trên cùng, kết quả cuối cùng vẫn không thành công, lại còn mất tiền oan nữa. Không đúng chứ. Trang kiếm huy nhíu mày, hắn không hiểu tại sao Khương Ninh lại có thể làm được điều đó. Đinh Xu Ngôn không nói gì, nàng lặng lẽ nhớ lại cảnh vừa rồi. Quả bóng rổ xoay nhanh, chạm vào mấy cái chai chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, xoay chuyển hướng, đè lên bốn cái chai dưới cùng, tất cả đều bị đổ lăn ra đất nghe có vẻ đơn giản về nguyên lý, nhưng để thực hiện thì khó như lên trời vậy. Kiểm soát sức mạnh ở mức tinh tế đến khủng khiếp. Đinh Xu Ngôn càng khẳng định sự không tầm thường của Khương Ninh. Lê Thi nhìn những cái chai, rồi quay sang nhìn Khương Ninh, buộc miệng hỏi, ngươi đoán đúng rồi à, Khương Ninh thản nhiên thừa nhận, ừ, may mắn thôi. Nghe vậy, Lê Thi không biết nói gì thêm, nếu Khương Ninh tự nhận là có kỹ thuật, Lê Thi còn có thể phản bác, nhưng hắn lại nói thẳng là may mắn. Tiết Nguyên đồng ngoài sân bổ sung thêm, ta đã nói rồi mà, Khương Ninh sẽ thắng lại cho ta mà xem. Gương mặt nàng đỏ bừng vì quá phấn khích, cái bím tóc nhỏ nhảy cẩn lên. Lê Thi từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, nàng nghĩ, có người giúp thì đã làm sao? So với những người khác đang bàn tán, ông chủ gian hàng, người gần như sững sờ. Hắn bày hàng lừa đảo nhiều năm, chưa bao giờ gặp ai có thể làm đổ hết 10 cái chai. Ông chủ cay đắng, trước mặt nhiều người thế này, hắn không thể chối cãi, nếu không chắc chắn sẽ bị khách hàng thua tiền túng lại, có khi còn bị đánh nữa kìa. Mười cái chai, thưởng 500 đồng. Ông chủ nói. Lời hắn như tiếng búa gõ vào tai mọi người. 500 đồng. Điều này khác hoàn toàn với trúng thưởng, trúng thưởng hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn, hơn nữa chỉ có một lần gỡ, còn ném chai phải phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật, lại trước mặt mọi người, không khỏi gây ra nhiều tranh luận. Ông chủ nén nổi khó chịu, 500 đồng, hắn phải bày chai 50 lần mới kiếm lại được. Thôi kệ, 50 lần thì 50 lần, chỉ cần kiếm lại được là được. Ông chủ nói, cậu nhỏ, cậu còn một lần nữa, ném xong ta sẽ tính tiền, biết đâu lần này lại ném trúng hết nữa thì sao? Để hắn chơi thêm một lần, lát nữa bóng trượt, hắn có thể nghiện mà không tiếp tục ném sao, rồi rơi vào bẫy, số tiền thắng sẽ thua lại hết mà thôi. Vậy được thôi. Cương Ninh cầm lấy quả bóng lê thi người cùng chơi tạm thời chưa ném bóng nàng muốn xem khương ninh có thể ném trúng hết nữa không không chỉ nàng phần lớn mọi người xung quanh đều có suy nghĩ này thẩm hút càng chăm chú hơn cố gắng rút ra điểm mấu chốt từ quá trình ném chai của khương ninh lần này gần như tất cả mọi người đều giỏi theo hắn tiết nguyên đồng cổ vũ khương ninh ném xong chúng ta đi ăn đi nàng nói với cặp chị em song sinh trần tư vũ am trần tư tình và bạch vũ hạ khương ninh kiếm được tiền rồi ta mời các ngươi đi ăn cùng nhé trần tư vũ nhanh chóng đồng ý ừ được thôi nàng không tham bữa ăn mà nghĩ rằng nếu ném xong quả này mà không tiếp tục ném nữa khương ninh sẽ kiếm được tiền tối đa là lúc ăn cơm nàng và chị gái sẽ chủ động trả tiền vì trước đây khương ninh đã giúp đỡ nàng và chị gái rất nhiều ném xong thì đi ăn nghỉ ông chủ nghe thấy mặt giật giật ngươi ném xong rồi đi ta còn kiếm gì nữa lê thi không nhận được nói thắng tiền rồi sao không chơi thêm vài quả nữa đi trần tư vũ muốn khương ninh và tiết nguyên đồng rời đi nghe thấy lời của lê thi cảm thấy rất khó chịu nàng không phải là đang hại người sao bề ngoài cao ráo xinh đẹp không ngờ bên trong lại xấu xa như vậy quả là biết người biết mặt mà không biết lòng trần tư vũ nói tại sao lại chơi thêm dừng sớm không phải tốt hơn hay sao tiết nguyên đồng khoanh tay trước ngực lớn tiếng ta chỉ sợ ông chủ lỗ vốn mặt thôi lê thi ha ha có vẻ ngươi rất tin tưởng vào kỹ thuật của khương ninh nhỉ ở gần đó lâm tử đạt nói với đinh xu ngôn lê thi có vẻ như không vui thì phải đinh xu ngôn nói bình thường thôi thua tiền lại còn bị kích động ấy mà về trí tuệ đinh xu ngôn hơn hẳn lê thi rất nhiều nàng luôn biết rằng người điềm tĩnh như anh họ lâm tử đạt là rất ít phần lớn bạn cùng lứa đều dễ kích động bao gồm cả bạn bè của nàng ở thành phố an khương ninh không chần chừ hắn làm như lần trước xoay bóng rồi ném ra. Ông chủ nhìn trầm trầm quả bóng, tim như nhảy lên cổ họng, hắn bày hàng nhiều năm, chưa bao giờ lo lắng như ngày hôm nay. Đừng trúng, đừng trúng mà, trước đây nhìn khách hàng ném chai, người lo lắng luôn là khách hàng, còn hắn thì luôn tự tin. Dù sao cũng ném không trúng, không sao cả. Tuy nhiên, quả bóng của Khương Ninh lại nghiền qua những cái chai mà ông chủ đã xếp kỹ lưỡng, khiến tất cả chai đổ lần nữa. Ông chủ choáng váng, suýt nữa không đứng vững. Trúng rồi, lại trúng rồi. Thẩm hút kêu lên, mặt mày hớn hở. Hắn đã học được hết, tất cả kỹ thuật ném đổ 10 cái chai gói gọn trong hai chữ xoay bóng, hắn háo hức muốn lên thử. Ông chủ nói, 10 cái chai, 500 đồng. Khương Ninh thu tay lại, dùng linh lực làm sạch bụi bẩn trên lòng bàn tay. Tính tiền đi. Hương Ninh nói. Ông chủ rùng mình, vội vàng rút ví ra những người làm ăn như ông ta thường cất tiền lẻ vào một chiếc hộp lớn, còn những tờ tiền chẳng mệnh giá 100 thì để riêng. Ông chủ đếm được 10 tờ, đưa cho Khương Ninh. Không nói thêm gì về việc tiếp tục chơi nữa, một lần chúng có thể là do may mắn, hai lần thì không còn là may mắn nữa, mà thực sự là do hắn có kỹ thuật rồi. Ai chơi thì nhanh lên, đăng ký ngay đi, đi qua đừng bỏ lỡ nha, trúng 500 đồng dễ dàng thôi mà, ông chủ không thèm quan tâm đến Khương Ninh nữa tiết nguyên đồng chạy đến tìm khương ninh nàng định kéo tay áo khương ninh nhưng tay bẩn nên đành từ bỏ nàng nói với lê thi chúng ta đi thôi trần tư vũ và chị gái nhìn lê thi không có cảm tình gì với nàng trần tư vũ cố ý nói đồng đồng ngươi thu hồi vốn rồi không như một số người thua rất nhiều tiền đó nha trần tư tình nói không chỉ thu hồi vốn mà còn kiếm được một khoản lớn nữa tiết nguyên đồng ai bảo ta có khương ninh chứ mấy người nói chuyện rồi rời đi. Nghe thấy Lê Thi nghiến răng ken kết, đúng là toàn bọn chỉ biết khoe khoang mà. Chỉ là nhờ viện trợ thôi mà, có gì mà ghê gớm chứ, Lê Thi vô thức quay lại nhìn, hy vọng nhờ được Trang Kiếm Huy giúp đỡ. Trang Kiếm Huy không động đậy, tuy hắn giỏi chơi bóng rổ nhưng đối mặt với tay nghề kiếm sống của người ta thì cũng không làm gì được. Dùng sở thích của mình để thách đấu với nghề nghiệp của người khác chẳng phải tự chút lấy thất bại sao, Lê Thi tức giận quay người lại, quyết định dựa vào bản thân, bây giờ không chỉ vì tiền thưởng, mà còn vì mặt mũi. Tính cạnh tranh của con gái cũng không thua kém con trai bao nhiêu. Huống hồ, khi Khương Ninh ném chai, nàng là người đứng gần nhất, quan sát kỹ nhất. Hắn làm được, ta chưa chắc không làm được đâu nhỉ, Lê Thi nghĩ vậy. Thẩm hút trong đám khách hào hứng, giành được quyền chơi đầu tiên, hào phóng chi 50 đồng mua 5 lần cơ hội, quyết định thay đổi vận mệnh. Thẩm hút đứng gần Lê Thi, nhìn trầm chằm vào đống chai xếp thành hình kim tự tháp, nhớ lại cảnh Khương Ninh thắng tiền, lòng hắn tràn đầy sự phấn khích hắn làm được, ta cũng có thể thay thế hắn làm được, 10 phút sau. Thẩm hút mặt mày u ám, chen ra khỏi quầy chơi ném chai, quay lưng về phía mọi người. Chết tiệt, nếu tính cả 10 đồng thua trước đó, tổng cộng hắn đã thua 160 đồng. Đồ lừa đảo, Khương Ninh chắc là người của lão, thẩm hút chửi bới, kỹ thuật xoay bóng gì đó chỉ toàn là lừa đảo, còn không bằng cách của hắn để ném chai nữa là thẩm hút đi hơn trăm mét bất chợt quay đầu nhìn lại quầy chơi ném chai náo nhiệt nghĩ đến số tiền mình đã thua một trăm sáu mươi đồng đủ để hắn làm nhiều việc lắm hối hận ấm ức khó chịu đủ mọi cảm xúc đang xen thậm chí hắn còn có ý muốn tẩn cho ông chủ một trận bất chợt thẩm hút hừ lạnh đúng là một nơi tội lỗi quá bẩn thỉu phải tiêu diệt thôi hắn cầm điện thoại bấm gọi alo cảnh sát phải không nhỉ ta phát hiện có người tụ tập đánh bạc, à đúng đúng, ngay ở ngã tư trường số 4, đi về phía đông 300 mét, nhanh lên, đừng để chúng chạy mất. Thẩm hút trong cơn giận dữ, đã báo cáo quầy chơi ném chai với cảnh sát. Trương trì sau giờ tan học, ở lại quanh trường một lúc. Hắn đi đến căn tin trường, tới quầy bán gà rán, nhìn những chiếc đùi gà vàng ươm, hắn ghi nhớ lại. Căn tin trường nổi tiếng với bánh quẩy và đùi gà, đùi gà là món mà trương trì không đủ tiền mua hắn lại đi đến nhà hàng ép ngoài trường, nơi mà học sinh có tiền mới dám vào, hắn chỉ có thể ước ao. Cuối cùng, Trương Trì đến một cửa hàng nhỏ, nhìn vào tủ kính, những chiếc đồng hồ được bày bán, giá 199 đồng, hắn muốn mua nhưng không đủ tiền. Hắn đi qua những nơi từng mơ ước, cuối cùng, bước về phía khu phố máy tính. Trương Trì thề rằng, khi hắn trở về từ khu phố máy tính, hắn sẽ không còn nghèo nữa. Trương Trì bước đi một mình tại một ngõ hẻm vắng vẻ triệu hiểu phong thở hổn hển tìm thấy tề thiên hằng hắn bèn tức giận chửi bới trương trì cái thằng quỷ đó bị thần kinh à hả không ở yên trong trường cứ phải đi đường vòng nhễ đồ điên lát nữa xem ta có vả vào mặt hắn hay không nhé sáng nay bọn chúng đã quyết định cùng nhau chặn đường trương trì để trả thù cho tề thiên hằng cuối cùng cũng nắm mắt được cơ hội rồi triệu hiểu phong đánh giá mấy bạn nam trong ngõ ai nấy đều to khỏe. Những bạn nam này là học sinh chuyên thể thao của trường trung học số 3, mỗi người trong số bọn họ đều to khỏe hơn trương trì. Tám đấu một, không, phải là chín đấu một chứ, làm sao mà để thua được, dù có chính anh em nhà hồ lô cùng lên, cũng có thể đánh cho yêu tinh rắn phải gọi cha. Triệu Hiểu Phong thỉnh công Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.